Đất ơi, bà làm cái gì mà chỉ là đi học lớp mà nghe nói là đợt này đi chỉ có mấy người thôi. Mấy đứa kia dạo này á làm ăn nên cho nên là bận biểu tụi nó không có đi được. Hay, nhưng mà có cần phải ăn mặc lồng lộn vậy không hả? Hả? Ời ơi, chứ sao mình phải làm cho mấy đứa bạn cũ lé mắt, đặc biệt là cái con nhỏ mà ngày xưa mình ghét đó. Không biết bây giờ nó ra sao ha. Ôi, tôi thua bà luôn đó anh à. Bà có cần phải ăn mặc như vậy không? Đi qua nhà cô giáo. Bà làm quá, tôi thấy tôi mặc vậy là ta thấy là quá dữ lắm rồi. Thôi thôi, kệ người ta đi. Mà bây giờ ủa, mà bà mua gì để tặng cô vậy? À, cũng không có gì. Mình chỉ mua một vài thứ, nói chung là có giá trị hơi đắt tiền thôi à. Tưởng ghê. Làm như có một mình bà có thể mua được những đồ món đồ giá trị. Đảm bảo là cô giáo sẽ thích lắm luôn đây. Ủa, tôi tưởng đâu là tôi tới sớm. Ai dè bà cũng tới sớm hơn tôi hả Lan? Tại vì á, tôi ghé qua bên kia kìa, mua một sắp giải tặng cho cô ấy mà. Tiện rồi ghé qua luôn, về nhà lại mất công. Mà hôm nay bà ăn mặc đẹp thiệt nha. Dạo này chắc là làm ăn khấm khá lắm đúng không? Thấy sang chảnh quá trời. Có đâu trời, tôi cũng bình thường hà. Với lại lâu lâu gặp mặt bạn bè thì ăn mặc cho nó đẹp xíu. Bà đúng là cũng giống như ngày xưa ha, thích ăn mặc đơn giản. Tôi là vậy mà, thích ăn mặc đơn giản. Với lại nghĩ gặp bạn bè cũ với nhau, ăn mặc đơn giản cho nó thoải mái, không phải ai ngại ai. Bà cũng nói đúng, tôi sợ là tôi ăn mặc lồng lộn quá. Trời ơi, chào các em. Này đứa nào á cũng xinh đẹp hẳn ra ha. Cô thì bây giờ đã già lắm rồi. Trời ơi, cô giáo của tụi em thì làm sao mà già được cơ chứ. Nhìn cô vẫn còn rất là ngầu. Đúng rồi cô ơi, bạn Lan nói đúng á. Mà bây giờ cô vẫn còn dạy học hả cô? Cô á, nay là cô là hiệu trưởng của trường mình rồi các em ơi. Già cả rồi, sức đâu mà dạy học mà la mấy đứa nhỏ nữa. Cô cứ nói như vậy không à. Làm hiệu trưởng chứ cũng áp lực lắm các em ơi, đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà cũng đỡ hơn là phải tốn công sức la rầy mấy đứa học sinh như ngày xưa cô la rầy các em vậy đó. Mệt lắm. Ngày xưa còn trẻ, còn khỏe, còn la. Bây giờ hả, cô giáo cũng đã già rồi, không còn sức để dạy học sinh nữa. Bây giờ chỉ ngồi một chỗ mà làm việc trên bàn thôi. Mà sao hai bạn kia lâu tới quá vậy ta? Hai con bé đó lề mề nhất lớp mà. Trời ơi cô ơi, em mới tới em xin lỗi nha, kẹt xe quá trời đây à. Bởi vậy ta nói hả, đi du lịch nó cũng bất tiện lắm cô ơi. Em đi chung với nó cho nên là em cũng kẹt xe cho nó luôn cô ơi, em đi ké. Xe nhà em phải đi bảo dưỡng rồi. Wow, coi bộ là các em nay thành công lắm rồi phải không? Dạ, cũng không có gì nhiều cô ơi. Hiện tại thì em là giám đốc của một công ty hơi bị lớn á. Với lại thành công như bây giờ thì cũng do cô thôi mà. Trời ơi, nay Anna ăn mặc đẹp quá nha. Trời ơi, em thấy em đã mặc đẹp rồi mà không ngờ bạn ấy còn lồng lộn hơn em nữa cô. Trời ơi Lan, sao không kỳ vậy? Lâu lâu đi họp mặt với bạn bè mà ăn mặc kìa, coi kìa, sao mà bình thường quá vậy? Thiệt là mắc mặt tụi tôi hết mà. Ủa, Anna, mình thấy Lan mặc như vậy cũng bình thường mà. Chỉ là đơn giản chứ đâu có rắc rối gì mà phải nói như vậy. Tại vì bạn ấy muốn tạo thân thiện giống như là ngày xưa vậy đó. Đúng rồi. Mình thích mặc đơn giản như vậy mà. Ủa, cô thấy Lan mặc cũng đẹp. Lan từ xưa tới giờ ăn mặc đơn giản, giản dị. Cô rất là thích cái điều này ở em đó Lan. Dạ, cô cứ khen em hoài. Hay, cô thì lúc nào cũng thiên vị bạn Lan cả. Từ cái thời học sinh cho tới bây giờ luôn á cô. Hay, em ăn mặc đẹp như vậy nè, cô không thấy hả? Cô cứ khen Lan không à. Cô xin lỗi. Thì đứa nào cũng xinh đẹp hết, nhưng mà mỗi đứa có mỗi cách ăn mặc khác nhau. À mà cô ơi, hôm nay em có món quà tặng cho cô nè. Trời ơi, em phải lựa dữ lắm mới được chiếc túi xách này nha. Màu này là rất hợp với cô luôn á. Em mua đắt lắm á, 20 triệu lận đó cô ơi. Trời ơi, đây là cái hiệu mới ra cô. Trời ơi, quà cáp làm gì? Lâu lâu gặp lại cô. Đến đây á là cô vui lắm rồi. Còn mua chi mà quà mắc tiền, cô ngại chết đi được. Trời ơi, có gì đâu cô, có đáng là bao. Nhờ cô và tụi em mới thành công như vậy mà. Còn em á cô, em mua cho cô cái laptop để cô làm việc. Em nghe đồn á, em hỏi thăm người ta, em thấy cô là dạo này làm hiệu trưởng rồi. Cái laptop của cô cũng cũ lắm rồi phô. Cho nên là em mua cái máy tính mới cho cô đỡ cực nhọc nè.
Trời ơi, mấy cái đứa này làm cô ngại chết đi được. Toàn là quà mất tiền thôi. Còn Lan, bà tặng gì vậy? Bà tặng gì cho cô vậy? Lily nữa. Nay tôi đi vội, tôi chẳng có chuẩn bị quà gì cho cô hết. Nhưng mà nếu như á, có chuyện gì á, cần giúp đỡ, cô sau này trường mình có chuyện gì á thì cứ gửi cho em. Em sẽ giúp cô ạ. Dạ, cô, em đã hả? Rất là cực nhọc mới lựa được cái sách vải này cho cô á. Em thích, em biết cô thích màu tím. Với lại đang đợt hàng á, em thấy nó giảm giá, nhiều người tranh lắm. Em phải cực nhọc lắm á mới lấy được cái sách vải này. Nhưng mà cô yên tâm nha, tuy nó là hàng giảm giá nhưng mà chất lượng nó rất là tốt luôn á cô. Trời ơi, cô cảm ơn em nha. Cô cũng tính may mấy bộ áo dài thêm đây nè. Không ngờ là em tâm lý đến vậy, biết cô thích màu tím nữa. Dạ, em cảm ơn cô. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Bởi cái con người ăn mặn sao là biết liền luôn á trời. Trời ơi, nghĩ sao mà tặng cô giáo mình sắp giải rẻ tiền, hàng giảm giá nữa mới chịu. Cái này chắc mấy chục ngàn à, phải không? Làm vậy mà coi được, lâu lâu mới gặp cô một lần. Người ta mua cái gì cho có giá trị một xíu, nghĩ sao đi mua hàng giảm giá vậy trời. Trời đúng rồi đó Lan ơi, tôi thấy Anna nói đúng đó, từ nãy tới giờ hả, tôi thấy bà không được rồi nha. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Mà cũng tội, chắc là nhà cũng khó khăn lắm đúng không? Mình nghĩ nó cũng bình thường mà. Đây là món quà thiết thực. Mình thấy cô á rất là thích màu tím. Với lại cô cũng, ngày xưa cô cũng rất là thích may đồ, cho nên tôi đã cố tình lựa. Nhưng mà khó khăn lắm tôi mới có được sách vải này, chứ không phải là dễ đâu. Thôi Anna, tại sao em lại nói Lan như vậy? Món quà của Lan cô rất là thích. Cô cảm ơn tất cả các em nha. Đến gặp cô là được rồi, còn quà cáp làm gì không biết nữa. Hey. Dạ, thôi thì tụi em im vậy. Thôi được rồi, coi ăn uống gì. Bây giờ cô sẽ xuống bếp rửa tài, nấu ăn cho các em nha. Dạ, để em xuống phụ cô. Dạ, cô với bạn Lan nấu đi nha. Chứ em hả, làm việc bận lắm, việc trên công ty cho nên là việc nội trợ thì em dở lắm. Em cũng vậy luôn cô ơi, em không biết nội trợ vì nhà em đã có ô xin hết rồi. Hay, ngày hôm nay vui quá ha các em. Hẹn bữa khác chúng ta gặp lại nha. Thôi bây giờ cũng trễ rồi, các em coi tranh thủ về. Dạ, thôi hôm nay vậy là cũng vui rồi. Em xin phép cô giáo em về trước. Thôi đi về để kẹt xe nữa bây giờ nè. Dạ thưa cô, em cũng xin phép về ạ. Khi nào rảnh em sẽ qua thăm cô. Ừ, thôi các em về, cẩn thận nha. Ê mày, mình mới chơi về hả? Mà không biết tự nhiên cô điện tụi mình qua gấp có chuyện gì không ta? Ừ, ta cũng chẳng biết. Thôi thì mình cứ quay lại coi, xem sao. Lỡ cô có chuyện gì cần giúp sao? Ý trời, lại nhờ giúp hả? Cô xin lỗi vì đã gọi các em qua gấp nha. Thật ra thì trường cô đang gặp vấn đề đó. Trong trường mới gọi cho cô là... Nói chung là cô cũng rất là ngại. Thật ra thì trường chúng ta đang chuẩn bị xây thêm một cái chỗ để cho những em học sinh nào khó khăn hay là không nơi nương tựa để được học và trú ngụ ở đó, cho nên đã kêu gọi mọi người đi quyên góp. Cô chợt nhớ tới các em, cho nên là không biết là các em có thể nào giúp cô được không. Chuyện này hả cô, em dạo này em cũng khó khăn lắm cô ơi. Công ty em mới làm ăn hả thua lỗ, em không có tiền. Còn em á cô ơi, tiền bạc chồng em nó giữ hết nè. Mà bây giờ cầm số tiền lớn như vậy em không dám hỏi. Vậy hả? Bây giờ phải làm sao đây ta? Thiệt tình thấy các em nhỏ không nơi nương tựa, không nơi ở thì hả cô cũng rất là buồn luôn. Với lại á, một phần cũng quyên góp cho những cái vùng sâu vùng xa, tai nạn lũ lụt này nọ. Cô ơi, mình còn thiếu khoảng bao nhiêu hả cô? 100 triệu lận. 100 triệu hả? Dạ được, em sẽ chuyển khoản cho cô ạ. Bà này định dành hết của tôi hả? Tôi sẽ phụ bà một nửa. Thôi, bà lần khác đi. Bây giờ bà cứ để đó cho tôi. Mà bà có khó khăn gì không đó? Trời ơi, khó khăn gì đâu. Thôi, tôi với bà người một nửa nha. Ừ, vậy cũng được. Cô yên tâm nha. Em với lại Lily, mỗi người một nửa. Thật hả? Các em nói có thật không? Dạ thật chứ, dù gì thì tụi em cũng học môi trường đó bao nhiêu năm nay. Chẳng lẽ có nhiều đó mà tụi em giúp không được?
Trời ơi, cô mừng quá, cô cảm ơn hai em nhiều lắm. Nhưng mà sáng giờ cô cũng vẫn chưa hỏi là dạo này em làm công việc gì vậy Lan? Dạ, thật ra thì em đã làm chủ một cái công ty cũng nhỏ hà, không có lớn lắm cô. Trời đất ơi, học sinh của tôi đúng là không làm tôi thất vọng. Em là cái người cô rất kỳ vọng nhiều nhất luôn. Bây giờ em lại thành công như vậy, nhưng mà vẫn ăn mặc rất là giản dị và bình thường. Trời đất ơi, chủ một công ty luôn ư? Tôi cảm thấy xấu hổ quá bà ơi. Ơi, thế mà mình đã xem thường cô ta. Đúng rồi, tôi cũng quê theo luôn đây nè. Tại bà hết á. Bây giờ hả, người ta khó khăn, bà cũng không giúp được, mà người ta kìa, bỏ hẳn 50 triệu. Thôi được rồi, có Lan và Lily giúp, cô cảm ơn. Thôi bây giờ các em có thể về được rồi đó. Cô cảm ơn hai em nhiều nha. Không có hai em thì cô không biết làm sao nữa. Dạ dạ, thôi tụi em cũng xin phép về á. Em xin lỗi vì đã không giúp được. Trời ơi, có gì đâu, tại vì em cũng khó khăn mà. Dạ, vậy thôi cô nghỉ ngơi đi. Em sẽ chuyển khoản cho cô sau nha. Cô gửi số tài khoản qua số điện thoại cho em ạ. Ừ, thôi được rồi, cô cảm ơn hai em. Ta-da, và thế là câu chuyện đó là cũng đã kết thúc. Thì qua câu chuyện đó thì các em đã rút ra được bài học gì à, và các em hồi hiểu nội dung của câu chuyện này rồi chứ gì? Đó, tới lúc khó khăn hoạn nạn thì mới biết ai là người tốt và ai là người xấu ha. Còn bây giờ thì câu chuyện đến đây cũng đã kết thúc và hẹn gặp lại các em ở câu chuyện sau. Bye bye.